Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày Phật đản sanh, là ngày Phật thành đạo và ngày Phật Niết bàn, ngày lễ Vê Sắc, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Và hôm nay cũng là ngày cuối trong tuần lễ Phật đản tổ chức tại chùa An Lạc, diễn ra 7 ngày và ngày nay là ngày thứ 8. Trong hội chúng tham dự hôm nay có những Phật tử tham dự được một ngày hai ngày và có những phật tử tham dự đủ tám ngày trong tám ngày qua hôm nay là ngày thứ tám quý vị được nghe tám bài pháp thoại của tám vị giảng sư và tối hôm qua quý vị phật tử đã được nghe sư giảng pháp thoại về thiền đó là thiền niệm ân đức phật và thiền rải tâm từ nhất là những phật tử nào đang thực tập thiền niệm ân Đức Phật và thiền rãi tâm từ thì quý vị có thể tìm nghe lại bài giảng của sư ngày hôm qua để quý vị có những cái gút mắt nào đó quý vị được sư bổ túc chỉnh sửa cho quý vị pháp học và pháp hành nếu như mình không nắm được pháp học thì mình hành không có được và khi mình hành mà không có thầy hướng dẫn thì mình rất là dễ đi lạc và hiện diện trên pháp tòa là sư đã nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và sư thường tổ chức các khóa tu tập tại chùa Phúc Minh ở tỉnh Thái Bình. Quý vị nào mà có cơ duyên muốn tu tập sâu hơn trong các pháp thiền định mà Đức Phật để lại dạy cho cho mình trong kinh điển đó thì quý vị có thể tìm lên trang Facebook chùa Phúc Minh để nghe các bài giảng của sư cũng như quý vị có những cái cái cút bắt có thể đặt câu hỏi trên đó để sư trả lời cho quý vị còn nếu muốn tiến triển xa hơn nữa thì quý vị có thể trở về Chùa Phúc Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để được sư hướng dẫn cho quý vị thăng tiến trên con đường tu tập. Đức Phật khi mà Ngài đảng sanh và có mặt ở cuộc đời 80 năm, những gì quý giá nhất đó chính là Pháp và Luật hay gọi là Bác Chánh Đạo hay là Tứ Diệu Đế hay là Giới Định Tuệ. Đó chính là những gì quý giá nhất mà chỉ có mặt khi nào có phật chánh đẳng giác thì mới có bác chánh đạo khi nào có phật chánh đẳng giác thì mới có tứ niệm xứ tứ diệu đế và giới định tuệ và thưa quý vị để thực tập được thiền định thiền quán phải có thầy hướng dẫn và diễm phúc cho chùa An lạc cũng như là diễm phúc cho đạo tràng của chúng ta à, lần này sư về đây giảng trong tuần lễ Phật đản là tối hôm qua sư giảng một bài như thầy vừa nói đó còn tối hôm nay thì uh, sư sẽ giảng về đề mục hơi thở thì, sư sẽ chỉ cho quý vị cái cách hành thiền về hơi thở đây là những uh, giờ phút rất là quan trọng của quý vị để quý vị có thể nắm được cái cách thực hành đề mục thiền hơi thở để với những duyên lành với ba la mật của quý vị cũng như quý vị có được cái minh sư hướng dẫn thì quý vị có thể tiến xa hơn trong pháp học pháp hành của mình thầy xin giới thiệu đến uh, đại chúng hiện diện trên pháp tòa trong buổi tối hôm nay là sư thanh minh chủ trì chùa phúc minh huyện vũ thư tỉnh thái bình yeah. kính bạch sư vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh thay mặt cho ban tổ chức và quý phật tử chúng con cung thỉnh sư khai pháp trước khi sư vào giảng Pháp, xin mời quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử niệm Nam Mô Ta Sa ba lần. Nam Mô Ta Sa Pāgāpādho Ārāhādho ta sa Nam Mô Ta Sa

À, hôm nay là đêm rằm tháng Tư âm lịch. À, theo truyền thống Phật giáo, thì à, đây là cái ngày lễ à, thiêng liêng trọng thể hay là quan trọng nhất của những người con Phật đang hướng về ba cái sự kiện trọng đại: ngày Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn. À, hôm nay, à, sư à, cũng được về đây để hòa với niềm vui của những người con phật ở tại chùa an nạc để chào đón lễ phật đản sinh và hôm nay sư cũng có một thời pháp để chia sẻ đến toàn thể quý phật tử về dự lễ phật đản tối hôm nay và cái bài pháp sư sẽ chia sẻ đến toàn thể đạo tràng hôm nay có chủ đề là thực hành thiền hơi thở đi đến giác ngộ giải thoát thì trước tiên thì sư sẽ nói về cái kinh nghiệm thực hành cái pháp thiền này cũng có ở nơi đức phật chính đức phật cũng đã từng thực hành pháp thiền hơi thở và ngài cũng từ cái pháp thiền hơi thở này đi đến giác ngộ giải thoát và trở thành một vị phật sánh đẳng giác thì theo như khi mà mình học lịch sử đức phật thì sẽ thấy rằng khi mà thái tử tất Đạt đa sinh ra đời và năm lên bảy tuổi ngài có theo vua cha ra dự cái buổi lễ hạ điền và ngài ngồi ở dưới gốc cây hồng táo và lúc đấy ngài chú tâm vào hơi thở và ngài đã chứng được sơ thiền vậy thì với một vị thái tử còn rất là nhỏ tuổi năm ấy mới nên bảy tuổi và chưa hề có vị thầy nào chỉ dạy hướng dẫn nhưng vì uh, cái công đức cái phước lành cái ba la mật uh, trong suốt cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo cho nên là uh, uh, vào cái khoảnh khắc uh, ngài ngồi trầm tư mặc tưởng ấy ngài uh, đã chú tâm trên hơi hơi thở và ngài đã đạt đến cái trạng thái sơ thiền một cách rất là dễ dàng và sau này khi mà à, vị bồ, bồ tát tất đạt đa lớn lên và ngài nhận thấy bốn cái cảnh sinh già bệnh chết và rồi ngài nhận thấy một cái vị đạo sĩ một vị sa môn ngồi thiền và ngài đã khởi cái ý định từ bỏ cái thế gian này từ bỏ cái đời sống thế tục đi xuất ra tầm đạo thì lúc đầu à, bồ tát cũng đi học đạo với các vị thầy các cái vị thầy và ngài cũng thực hành các pháp thiền định ngài đã học được pháp thiền để sắc giới vô sắc giới tức là ngài cũng tập đến tầng thiền vô sở hữu xứ và pháp thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ đó là những pháp thiền thuộc về sắc giới và vô sắc giới nhưng vì cái pháp thiền này không đi đến nhàm chán yếm ni ni tham tức là không đoạn diệt được những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm không đi đến cái sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn tuyệt đối cho nên bồ tát đã từ bỏ cái con đường này từ bỏ cái pháp môn ấy và ngài đã tự tu tập tự thực hành trải qua sáu năm tu khổ hạnh thực hành những cái phương pháp khổ hạnh như là nín thở hay nhịn ăn để cho thân thể gầy gò ốm yếu nhưng cuối cùng ngài thấy rằng à, đây là cái nối tu khổ hạnh ở cái mức độ tinh tấn quá độ mà và cái sự tinh tấn quá độ ấy cũng không thể đi đến giác ngộ giải thoát được rồi cuối cùng ngài đã quyết định thực hành cái con đường trung đạo con đường trung đạo đó là không quá khổ hạnh ép xác mà cũng không hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian và lúc đấy ngài có nhớ lại được cái thời thơ ấu năm lên bảy tuổi mình đã từng ngồi thiền chú tâm vào hơi thở và đã đạt đến sơ thiền à, có thể cái đạo nộ đi đến giác ngộ đi đến giải thoát sẽ là cái con đường này là cái con đường thực hành pháp thiền hơi thở này chăng rồi lúc đấy nghĩ rằng với cái thân thể đang gầy gò ốm yếu này ta không thể thực hành cái pháp môn này được cần phải à, À, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để cho phục hồi cái sức lực lại thì mới có thể thực hành cái pháp môn này được cho nên ngài đã đi khất thực và ăn những cái vật thực trở lại thì cũng lúc ấy năm người bạn đồng tu bất mãn nghĩ rằng ngài đã từ bỏ cái con đường tu đạo giải thoát trở lại cái đời sống hưởng thụ cái đời sống vật chất đầy đủ như những cái người thế gian và năm người bạn là năm anh em ông kiều trần như đã rời xa ngài và bỏ đi nơi khác lúc ấy chỉ còn lại một mình vị à, à, bồ tát à, sĩ đạt đa à, và sau cái buổi đi khất thực nhận cái bát sữa cháo của cái nàng su chata và ngài đã đến cái cội, cội cây bồ đề và lúc đấy ngài phát nguyện nếu không thành đạo thì thà thịt nát xương tan ta sẽ không rời khỏi cái bồ đoàn này. Thì lúc đấy Ngài đã dùng cái nắm cỏ khô làm cái tấm bồ đoàn dưới cái gốc cây bồ đề đấy và trang nghiêm thiền tọa. Lúc ấy Ngài sẽ ngài thực hành lại cái pháp thiền niệm hơi thở của mình. Và Ngài ôn lại cái pháp thiền niệm hơi thở, chú tâm trên hơi thở, nhận biết cái hơi thở vào ra ấy. Thì với cái tâm thuần tịnh, với cái tâm định tính, cho nên ngài rất dễ dàng vào được các cái tầng thiền, à, dễ dàng vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngài có thể trú vào các tầng thiền ấy thì à, cũng cái lúc ấy thì à, ác ma mặc dù đã đến cuối phá nhưng vì cái tâm của ngài trú trên cái tầng thiền định tính ấy ngài không bị dao động không bị hoảng loạn không bị hoảng sợ và ngài vẫn an tâm chú tâm ở đó cho đến khi ác ma đã rút uh, đi thì ngài tiếp tục phát triển cái uh, pháp thiền của mình nên và trước đó ngài cũng đã từng thực hành những cái pháp thiền sắc giới vô sắc giới rồi cho nên là khi ngài phục hồi lại đến sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền của cái pháp thiền hơi thở này thì uh, các cái pháp thiền sắc giới vô sắc giới khác ngài cũng dễ dàng phục hồi lại được cho nên với cái tâm thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động ấy nhu nhuyễn vững chắc thì ngài có thể hướng tâm dẫn tâm về các cái đời sống quá khứ và lúc đấy ngài thành tựu được túc mạng minh tức là có thể nhớ lại được các cái đời sống quá khứ của mình từ các nét đại cương và chi tiết ngài có thể à, nhớ một à, cách tổng quát hay là nhớ một cách rõ ràng chi tiết từng những cái kiếp trước của mình một cách rất là dễ dàng thì đấy là canh thứ nhất chứng được túc mạng minh thì à, cũng như vậy cho đến canh thứ hai thì ngài dẫn tâm hướng tâm đến cái sự sinh tử của chúng sinh ngài thấy chúng sinh chết chỗ này rồi lại sanh lại chỗ kia tùy theo những cái nghiệp thiện ác của mình thế thì à, à, đấy được gọi là thiên nhãn trí thì à, ngài có thể à, hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào ở những cái cõi sống khác nhau như là ngài có thể hướng tâm đến những chúng sinh ở các cõi đọa xứ như địa ngục ngã quỷ ngài có thể thấy được nguyên nhân tại sao cái chúng sinh này phải đọa xuống địa ngục thì bằng cái thiên nhãn của mình sẽ thấy lại được cái nghiệp mà những cái chúng sinh đó đã tạo ở trong kiếp trước, từ cái nghiệp ấy là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh ấy phải đọa vào địa ngục nên được gọi là sinh tử trí, tức là cái trí thấy rõ được cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia hay cũng cái thiên nhãn trí ấy có thể thấy các vị chư thiên và có thể biết được nguyên nhân tại sao các vị ấy sinh làm chư thiên thì cũng sẽ thấy được những cái nghiệp thiện này mà các vị chư thiên đã tạo tác cho nên từ cái thiện nghiệp ấy các vị ấy chết ở cái cõi này mới được sinh về cái cõi thiên giới và đấy được gọi là thiên nhãn trí thì uh, cũng từ cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy ngài mới dẫn tâm ngài mới hướng đến cái nậu tận trí, nậu tận trí đó là cái trí để thoát ra được khỏi những cái phiền não, tất cả những cái nậu hoặc ở trong tâm, thì bằng cái cách đó là trước tiên thì vị ấy thấy được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân sinh ra khổ, thấy được sự diệt khổ và thấy được cái con đường đi đến diệt khổ, thấy được khổ ở đây có nghĩa là thấy được cái thân này nó là những cái sắc thân và thấy ra được những cái tâm thọ tưởng hành thức. Vậy thì lúc ấy vị Bồ Tát thấy được cái thân này nó là năm uẩn bằng cái trí tuệ quán sát ra, thấy được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì đấy là cái người là đã hiểu về cái sự thật thứ nhất là thấy được khổ, thấy được khổ khi thấy được năm uẩn này. Thấy được cái nguyên nhân sinh ra năm uẩn thì muốn thấy được cái nguyên nhân sinh ra năm uẩn ấy bồ tát lúc đấy cần phải suy xét tác ý rằng tại sao ta có cái thân sinh già bệnh chết này thì lúc đấy mới thấy được vì có cái tái sinh cho nên có cái già cái bệnh cái chết cái sầu bi yêu não và lúc đấy lại tác ý ngược lại tại sao lại có cái sự tái sinh là do có những cái nghiệp hữu tức là có những cái nghiệp nó đã hiện hữu nó đã được tạo tác ở trong những đời quá khứ cho nên mới dẫn đến cái sự tái sinh này thì Bồ tát lại tác ý tại sao lại có cái nghiệp hưu là do có cái sự chấp thủ chấp rằng à, cái này là tôi là của tôi là tự ngã của tôi do có cái sự chấp thủ như vậy à, chấp thủ về dục thủ à, về kiến thủ về giới cấm thủ hay là về cái thân năm uẩn này chấp thủ nó cho nên là những cái hành động ấy nó mới để lại những cái nghiệp thiện hay nghiệp ác nó mới để lại những cái nghiệp hữu, để lại cái nguyên nhân khiến cho một chúng sinh đi tái sinh khổ đau và cái nguyên nhân nào khiến cho cái chấp thủ này sinh lên đó là do tham ái tức là nếu như mình có tham ái một cái gì đó thì mình sẽ muốn cái đấy nó sẽ thuộc về mình nó là của mình nhưng mà mình tham ái khi mà mình ưa thích một cái cảnh gì đó, mình nhìn một cái cảnh gì đó mà đẹp có cái sự khả ái hấp dẫn, mình sẽ mong muốn rằng ồ oh, mong rằng cái vật khả ái kia nó thuộc về mình, rồi mình sẽ tìm cách để mình có được cái vật đó. Vậy cho nên từ tham ái sinh ra chấp thủ. Vậy thì cái nguyên nhân mà khiến cho chấp thủ sinh nên là do tham ái, đó là cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân nào sinh ra tham ái, đó là do có những cái sự cảm thọ Tức là mình có cái thọ hỉ, thọ yêu, thọ khổ, thọ nạc. từ những cái cảm thọ ấy nó là cái nguyên nhân sinh ra tham ái. Nếu mình mà không có những cái cảm thọ ấy thì đã không có tham ái. Thì cái nguyên nhân sinh ra cái cảm thọ là có cái sự xúc tiếp xúc của sáu căn với sáu trần, con mắt của mình nó có tiếp xúc với một cái cảnh sắc, cho rằng đó là đẹp thì nó sinh ra hỉ thọ, mà cho rằng đó là xấu thì nó sinh ra cái thọ yêu. À, mà không đẹp không xấu thì sinh ra cái thọ xả. thì uh, từ những cái có cái xúc thì nó mới có thọ, tức là có sáu căn ở bên trong tiếp xúc với sáu trần bên ngoài sinh ra thọ. Vậy tại sao mà lại uh, có xúc đó là do có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là có mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thanh hương vị xúc pháp này. Tại sao mà lại có sáu 6 căn sáu 6 trần là do có danh sắc À, là do có cái thân và cái tâm này. À, tại sao lại có danh sắc? Đó là do có cái thức, Nên là một cái người mà có cái cái thức đi uh, tục sinh thì nó mới có cái danh sắc này. À, có những cái uh, thức, có những cái danh cái nghiệp ở quá khứ, có khi nó là những cái uh, nghiệp ở hiện tại nó tạo ra cái thân tâm này. Và tại sao lại có cái những cái thức như vậy là do có những cái hành động tạo nghiệp Tức là hành thì duyên thức Mà tại sao có những cái hành động đấy Nó là có cái sự vô minh Vô minh là cái sự hiểu sai, hiểu nầm Cái vô thường thì cho là thường Cái khổ thì cho là nạc Cái vô ngã thì cho là có tự ngã Cái bất tịnh thì cho rằng nó là thanh tịnh Vậy thì cái nguyên nhân khiến cho một cái chúng sinh Uh, luôn hồi ở trong sinh tử đó là do không hiểu biết các sự thật hay là do hiểu sai các cái sự thật thì đấy được gọi là vô minh không hiểu không biết đúng với sự thật cho nên vô minh cho nên mới sinh ra những cái hành động tạo tác từ cái hành động tạo tác cho nên mới tạo ra những cái hành mới duyên cho thức từ những cái tâm thức uh, ấy tục sinh ấy mới tạo ra danh sắc danh sắc mới tạo ra sáu căn sáu trần từ sáu căn sáu trần sinh ra xúc xúc sinh ra thọ thọ sinh ra ái ái sinh ra thủ thủ duyên cho hữu, hữu ấy mới duyên cho tái sinh và tái sanh duyên cho già chết sầu bi khổ yêu nao thì khi vô minh diệt thì hành sẽ diệt hành diệt thì thức diệt thức diệt thì danh sắc diệt thì uh, khi mà uh, vậy thì cái quá trình tu tập ấy là làm sao để diệt trừ được vô minh vậy thì làm sao để thấy ra được các sự thật vậy thì cái con đường tu tập ở nơi đức phật là như thế để thấy ra được các sự thật và thấy ra được các sự thật ấy thì được gọi là giác ngộ mà thấy ra được các sự thật ở đây là thấy ra được cái sự thật về thân về tâm về cái thân tâm năm uẩn này nó luôn luôn có cái sự vô thường sinh diệt à, nó là vô thường là khổ là vô ngã thì đấy là thấy ra được các sự thật thấy ra được các sự thật vậy thì vô minh sẽ diệt à, thì hành diệt thức diệt danh sắc diệt À, nục nhập xúc thọ ái thủ à, à, hữu uh, sinh già chết sầu bi khổ yêu não cũng diệt theo và đó là cái sự chấm dứt của cái vòng luân hồi tái sinh mà do chính uh, Đức Phật uh, đã là cái người đầu tiên tìm ra cái con đường đi đến chấm dứt cái khổ đau sinh tử ấy giác uh, ngộ ra các sự thật ấy đoạn trừ được tất cả những nậu hoặc phiền não ấy thì khi mà ngài À, thức tỉnh được như vậy giác ngộ được như vậy thấy được cái sự khổ về thân tâm thấy được cái nguyên nhân sinh ra khổ là cái sự vô minh tham ái chấp thủ ấy thấy được cái sự diệt tận của cái vô minh tham ái chấp thủ ấy đấy được gọi là diệt đế và thấy được cái con đường đưa đến cái sự thoát khổ ấy đó là thấy ra các sự thật hay còn gọi là bát sánh đạo thì lúc đấy ngài giác ngộ ra được chân lý tứ thánh đế thì lúc đấy cũng gọi là ngài đã giác ngộ được các sự thật cũng gọi là thành tựu được à, nậu tận trí tức là đoạn trừ được tất cả những phiền não những nậu hoặc đã ngủ ngầm ở trong tâm thì cái lúc đấy ngài mới trở thành một vị phật còn trước đó thì ngài là một vị đang thực hành bồ tát đạo khi mà thành tựu được à, đến cái minh cuối cùng túc mạng minh thiên nhãn minh và nậu tận minh tức là giác ngộ ra được các sự thật thì lúc đấy trở thành một vị phật À, một bậc a na hán chánh đẳng chánh giác là cái vị giáo chủ là vị đạo sư là vị mà đã khai sáng ra đạo phật và đạo phật từ ấn độ đã được lưu truyền nan truyền và vẫn còn hiện hữu ở thế gian cho đến ngày hôm nay thì đấy là cái con đường mà một vị Phật đã tu tập, đã giác ngộ, đã thành đạo. Đó là từ cái, cái sự thực hành thiền, từ cái pháp môn tu tập thực hành cái pháp thiền chỉ quán ở dưới cội bồ đề và ngài đã giác ngộ ra các cái sự thật và ngài đã tuyên thuyết các cái sự thật ấy thông qua cái bài kinh chuyển pháp luôn nói về bốn sự thật tứ thánh đế thì đạo phật là, là đạo giác ngộ là đạo giải thoát là như thế thì cái mục đích của đức phật khi mà ngài tuyên thuyết ra cái giáo pháp truyền giảng ra cái đạo phật được lưu truyền ở trên thế gian này là chỉ với cái mục đích đó là à, hướng dẫn cho những người khác cũng được giác ngộ và cũng được giải thoát giống như mình tức là cái mục đích của đức phật là như thế à, họ giảng dạy rất nhiều những cái giáo pháp khác nhau nhưng chỉ có một cái mục đích là hướng cho một người đạt được cái sự giác ngộ đạt được cái sự giải thoát chấm dứt được cái khổ đau sinh tử giống như mình đã đạt được. Thì cái con đường và những cái pháp môn mà Đức Phật thuyết ra ở trên thế gian thì rất là nhiều, rất là nhiều những cái pháp môn, những cái con đường, những cái đạo nộ tu tập khác nhau và à, ngày nay có rất là nhiều những cái kinh nghiệm tu tập của các vị ở à, các cái vị thầy à, và sẽ truyền dạy theo cái kinh nghiệm của mình khác nhau nhưng cũng đều có một cái mục đích đó là đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát ấy. thì, uh, cái uh, phương pháp mà sư sẽ hướng uh, dẫn hôm nay, thì uh, sư cũng sẽ hướng dẫn uh, hay là cũng sẽ giảng nói về cái phương pháp thực hành cái pháp thiền hơi thở này và cũng thông từ cái pháp thiền hơi thở này cũng sẽ làm cái nền tảng để uh, đi đến cái mục đích uh, cuối cùng cũng uh, giống như là cái, cái sở nguyện của Đức Phật đó, đó là đi đến cái sự giải giác ngộ, các cái sự thật và đi đến cái sự giải thoát chấm dứt khổ đau. Thì cái 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 phương pháp thực hành cái pháp thiền à, hơi thở thì đây là một cái pháp thiền trong rất nhiều cái pháp thiền mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy 40 cái phương pháp thực hành về thiền định thì thiền hơi thở là một trong 40 cái phương pháp đó thì cái quá trình cái nội trình mà mình cần một cái người hành giả cần thực hành đó là thực hành giới định tuệ nếu như một cái người mà không giữ giới trong sạch thì sẽ không bao giờ đắc thiền được không bao giờ có thể thành công được xem cái sự thực hành thiền này thì thực hành thiền đầu tiên là mình cần phải thọ trì các cái giới căn bản nhất đó là mình bỏ những cái việc ác làm những cái việc này thọ trì giới bằng cái cách đó là sống có cái sự phòng hộ có cái sự thu thúc các căn phòng hộ ở đây là mình tránh xa những cái những cái cảnh trần mà gây ra những cái ô nhiễm những cái phiền não ở trong nội tâm như như là một cái người mà mình còn quá là tham đắm đối với những cái trò vui ở thế gian như là xem ca nhạc múa hát xem phim truyện hay là còn ưa thích những cái những cái niềm uh, uh, vui uh, phàm trần ấy, uh, mà mình không phòng hộ các căn uh, thì uh, tâm luôn luôn bị loạn tưởng bị loạn động và sẽ không có thực hành được vậy thì cái sự giữ giới ở đây là mình cần có cái sự phòng hộ đối với mắt tai mũi nưỡi thân ý của mình không để cho uh, những cái phiền não ở bên ngoài nó thâm nhập vào trong nội tâm cái sự giữ giới ở đây bằng cái cách là nuôi mạng thanh tịnh tức là mình sống bằng một cái nghề chân tránh không sống bằng một cái nghề bất tránh một cái nghề nghiệp mà tạo ra những cái ác nghiệp và giữ giới ở đây bằng cái cách nữa là mình sống có cái sự thiểu dục có cái sự chi túc tức là không quá tham đắm đối với những cái vật chất ở trên thế gian gọi là thiểu dục với những cái những cái vật dụng trong cái đời sống hàng ngày như là ăn có cái sự chi túc, ngủ có cái sự chi túc, mặc có cái sự chi túc, tức là ở có cái sự chi túc, tức là mình có cái sự chi túc biết vừa đủ với mình chứ không quá là tham đắm, không quá là đắm nhiễm vào những cái vật dục thường tình ở thế gian thì đấy cũng là một cái đời sống có giới hạnh. Khi mà một cái người sống có giới hạnh như vậy rồi thì lúc đấy giới thanh tịnh sẽ làm nền tảng cho tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là mình sẽ thọ trì một cái pháp thiền. Nếu như mà mình lựa chọn là sẽ thực hành một cái pháp thiền hơi thở. Pháp thiền hơi thở này muốn thực hành thì sẽ cần phải có một cái chú xứ thích hợp, một cái môi trường phù hợp mới thực hành được. Tức là phải hành thiền ở một cái nơi nào đấy yên tĩnh nhất, ít cái tiếng ổn nhất như Đức Phật thường hay gọi nói rằng cái tiếng ồn nó giống như là cây gai mà là cái cây gai là một cái chướng ngại lớn nhất nó đâm vào trong tim của một cái người mà đang ngồi thiền ấy. thì cái tiếng ồn là cái chướng ngại lớn nhất vậy ở cái không gian nào yên tĩnh ít cái tiếng ồn nhất sẽ là cái không gian đấy cái môi trường đấy sẽ là cái nơi thích hợp nhất và cái cái tư thế ngồi thiền thì có thể thực hành thiền bằng mọi tư thế đi đứng nằm ngồi nhưng trong các cái oai nghi ấy thì cái uy nghi ngồi là à, tốt nhất tức là sẽ có à, cái oai nghi ngồi thiền hay là thiền tọa ấy, sẽ đạt được đến cái định à, cao nhất vậy thì mình nên chọn một cái nơi nào đấy à, có một cái bộ đoàn để à, để ngồi thiền là mình ngồi giữ nâng thẳng giữ đầu thẳng là vì ấy ngồi kiết già nâng thẳng để niệm trước mặt tránh niệm vì ấy thở vào tránh niệm vì ấy thở ra tức là cái tư thế ngồi kết già hay bán già thì nó không quan trọng nhưng mà khi ngồi thiền thì phải giữ nâng thẳng hoàn toàn không được ngồi cong nâng và giữ đầu thẳng chứ mình không được cúi đầu hay là không được ngửa đầu lên và khi ngồi thiền thì phải đóng chặt năm căn nạ chỉ con người mình có 6 căn nhưng khi hành thiền ấy nó chỉ có một cái căn nó hành thiền thôi còn năm cái căn nó phải được ngưng nghỉ năm căn đó là mắt tai mũi nưỡi thân và ý đấy là sáu căn khi ngồi thiền thì chỉ có mỗi ý căn nó hoạt động còn năm căn kia cần phải ngưng nghỉ vậy thì mình cần phải nhắm mắt lại không được mở mắt à, dù là có nim dim một chút cũng không được phải nhắm mắt hoàn toàn À, mình không được nắng tai nghe những cái âm thanh dù cái âm thanh đó nó có tác động à, đến cái nhĩ thức của mình thì mình cũng phải gạt nó đi ngay phải nằm nơ nó đi ngay không được à, nắng tai nghe những âm thanh và suy luận phân tích theo những âm thanh ấy à, mình không được à, cố gắng gửi hương lưỡi, nếm vị hay là thân của mình nó có bất cứ một cái cảm giác một cái cảm xúc gì nó khởi nên mình cũng làm nơ nó đi không có để ý đến nó nữa thì đấy gọi là mình đã đóng được năm cái căn kia lại, chỉ còn một cái căn cuối cùng đó là ý căn mà thôi và cái ý căn ấy nó phải luôn luôn tránh niệm tỉnh giác à, cái tránh niệm tỉnh giác nó nằm ở ý căn ý căn của mình vậy thì lúc đấy chỉ có cái ý thức của mình cái tính nhận biết của mình thôi cái thấy cái biết đó là cái ý thức nó đang thấy nó đang biết và cái đối tượng nó cần biết đó là hơi thở đi vào thì cái ý thức của mình nhận biết hơi thở đang đi vào, như hơi thở đi ra ý thức cần nhận biết là hơi thở đi ra. Nó chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Nhưng muốn nhận biết được cái hơi thở ấy nó cần phải xác định được cái vị trí của hơi thở và đặc tính của hơi thở. Vậy thì cái hơi thở ấy nó sẽ đi vào đi ra nó chạm vào nó giống như một cái nàn gió rất là vi tế rất là nhẹ nhàng nó chạm vào cái da ở hai bên cánh mũi hoặc nó chạm vào cái da ở chóp mũi hoặc nó chạm vào cái da ở môi trên này vậy thì mình cần phải hướng cái tâm lên cái điểm xúc chạm đó nhờ tập trung tâm vào một cái điểm rất là nhỏ ở ngay trước đầu mũi ở ngay trước cửa mũi hay ở cánh mũi ấy thôi mình để cái tâm ở đấy giữ cái tâm ở đấy nhớ là lúc nào cũng phải giữ cái tâm ở đấy không được đưa cái tâm đi đến vị trí khác mình không được đưa tâm lên mắt không được đưa tâm lên đầu không đưa tâm lên chán không được đưa tâm xuống ngực không được đưa tâm xuống bụng không được quan sát chân tay không được quan sát những cái cảm giác ở trên thân mà phải giữ tâm ở cửa mũi này và lúc ấy thấy cái nàn hơi thở nó đi vào thì cái ý thức của mình tránh niệm là ghi nhớ biết nó đi vào tránh niệm tỉnh giác ghi nhớ biết nó đang đi ra nếu là mình có chánh niệm, có nghĩa là mình đang nhận biết nó tỉnh giác, có nghĩa là mình quan sát được nó một cách rõ ràng chi tiết. À, thì thì cái hơi thở nó đi vào, có khi nó vào nhanh ra nhanh, có khi nó vào chậm ra chậm, như một cái người thợ quay thiện xảo, khi quay nhanh vì ấy biết mình quay nhanh, khi quay chậm vì ấy biết mình quay chậm. cũng vậy với một cái người hành thiền có chánh niệm tỉnh giác à, nhận biết thiện xảo thì khi hơi thở nó vào nhanh ra nhanh vì ấy biết rõ ràng hơi thở vào nhanh ra nhanh khi hơi thở nó vào chậm ra chậm vì ấy cũng nhận biết rõ ràng hơi thở nó đang vào chậm ra chậm thì đấy là cái chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở nó như thế và chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở nó bắt đầu đi vào mình cũng biết nó kết thúc đi vào mình cũng biết nó bắt đầu đi ra mình cũng biết nó kết thúc đi ra mình cũng biết như Đức Phật dạy là hơi thở vào dài vị ấy biết hơi thở vào dài hơi thở ra dài vị ấy biết hơi thở ra dài hơi thở vào ngắn vị ấy biết hơi thở vào ngắn hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập thì cái hơi thở vào dài ra dài tức là cái hơi thở ở đây dài là dài theo cái cái khoảng thời gian tức là hơi thở vào chậm chậm ra chậm chậm thì đó là hơi thở vào dài ra dài còn hơi thở vào ngắn ra ngắn là cái ngắn về cái thời gian nó thoáng vào một tí thoáng ra một tí được gọi là hơi thở vào ngắn ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra bị ấy tập toàn thân ở đây là toàn thân của cái hơi thở đó vị đó nhận biết được hơi thở đó từ cái thời điểm bắt đầu thời điểm giữa và thời điểm kết thúc cái hơi thở đi ra vị ấy cũng biết được từ thời điểm đầu thời điểm giữa và thời điểm kết thúc đấy được gọi là nhận biết toàn thân của cái hơi thở vào bị ấy tập nhận biết toàn thân hơi thở ra là biết hơi thở một cách rõ ràng chi tiết như vậy thì là đang cảm nhận toàn thân hơi thở chứ không phải là cảm giác cái thân của mình không phải là cảm nhận trên cái thân tứ đại này cùng với hơi thở nếu một cái người nào mình vừa quan sát hơi thở mình lại vừa quan sát cái thân tứ đại này thì cái tâm của mình nó sẽ bắt vào phong đại ở trên thân nó sẽ bắt vào cái trên thân mình nó có địa đại hỏa đại và phong đại lúc đấy mình theo hơi thở vào trong người là nó sẽ bắt vào cái phong đại thì lúc đấy nó là một trong những cái đặc tính của tứ đại chứ nó không còn là hơi thở nữa và lúc đấy sẽ đi nạc đề tức là đi nạc cái đề mục thiền và đi sai pháp và sẽ không đạt được nhất tâm không thể đạt đến định tĩnh và không thể chứng đắc được các tầng thiền được thì cái muốn thành tựu được cái pháp thiền hơi thở này cần phải lưu ý như vậy luôn luôn giữ tâm ở trước cái cửa mũi này và nhận biết cái hơi thở nó đi vào đi ra ở ngay trước mặt mình ở ngay trước đầu mũi ở cửa mũi này thôi và tập trung tâm vào một cái điểm nhỏ ở đấy và chú tâm ở cái mức độ vừa phải trung bình không quá mạnh không quá yếu cái này kinh nghiệm giống như là một cái người đánh đàn cái dây đàn nó không được căng quá mà nó không được trùng quá mà cái dây đàn nó phải vừa vừa thì nó mới phát ra cái tiếng đàn tốt nhất cũng vậy cái người chú tâm mà không nên chú tâm mạnh quá mà không nên chú tâm yếu quá mà luôn luôn phải có cái uh, sự thiện xảo trong cái cách chú tâm chú tâm làm sao nó ở cái mức trung bình vừa vừa uh, không mạnh không yếu thì uh, mình sẽ nhận biết được hơi thở nó rất là thoải mái nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là dễ dàng và cái yếu tố để mình có thể quan sát được cái hơi thở đấy là cái tâm lý cái tâm lý phải rất là thoải mái và cái tâm lý nó phải rất là tự nhiên. Nếu như mà một cái người nào đấy mình có một cái tâm lý nó nó không được tự nhiên như là mình quá là quan trọng, mình luôn luôn có cái suy luận phân tích đánh giá rằng à, mình ngồi thiền mình cần phải chú tâm hết mình, mình cần phải chăm chú hết cái khả năng của mình, mình luôn luôn suy luận như vậy, phân tích như vậy rồi mình gây ra một cái áp lực, một cái sự căng thẳng thì cái tâm hôm đấy nó sẽ bị loạn động và nó rất khó có thể nắng đọng, tĩnh nặng lại được. Vậy thì cái tâm lý nó phải rất là thoải mái, cái sự hành thiền nó giống như tất cả những cái hoạt động thông thường khác, cái hơi thở vào và hơi thở ra lúc nào nó cũng hiện diện, không có lúc nào là cái hơi thở nó ngưng nghỉ hết, lúc nào nó cũng đi vào đi ra và cái nhiệm vụ của mình đó là mình chỉ cần hướng cái tâm cái ý thức về để nhận biết nó thôi biết nó đang đi vào biết nó đang đi ra thì cái việc hành thiền ấy nó cũng giống như là một cái người mà người ta hàng phục một cái con thú hoang một cái người mà muốn hàng phục một cái con thú hoang dã thì muốn thuần hóa được nó thì người ta phải cột nó người ta cần phải buộc nó người ta cần trói nó nặng rồi sau đó người ta thuần hóa nó làm cho nó quen dần dần với những cái sinh hoạt của con người đã đề ra cũng như vậy với một cái tâm mà không được tu tập không được huấn luyện nó cũng giống như là một cái con thú hoang dã như vậy nó năng xăng nó chạy nhảy và nó làm những cái chuyện uh, xấu hay là nó tạo ra những cái bất thiện nghiệp nó làm hại người này nó làm hại người kia nó làm khổ mình và khổ người đấy là cái tâm không được tu tập thì nó có rất nhiều những cái phóng giật những cái năng xăng, những cái phiền não đấy và cái sự pháp thực hành thiền là để thuần hóa cái tâm, để hàng phục cái tâm. Vậy thì cái hơi thở này cũng được giống như là một cái sợi dây để cột cái tâm lại, không cho nó đi lang thang nữa, giữ nó ở một điểm, giữ nó ở một cái vị trí và khi cái tâm cái nút đầu ấy vì trước đến giờ nó có cái thói quen đó là suy nghĩ mông lung chạy nhảy năng xăng rồi bây giờ khi cột lại thì nó sẽ vùng vẫy và khó chịu vậy cái người hành thiền sẽ luôn gặp cái khó khăn ở bước đầu cái bước đầu tiên thì khi mình chú tâm lại nó sẽ rất là ức chế rất là khó chịu rất là căng thẳng và vậy thì một cái người nào phải có cái kham nhẫn mạnh phải có cái tinh tấn mạnh phải có cái quyết tâm mạnh thì cái người đấy mới có thể thành công trong cái quá trình thuần hóa cái nội tâm của mình thì uh, mặc dù uh, cái tâm nó sẽ luôn luôn uh, hướng đến cái này hướng đến cái khác nó muốn bung ra nó muốn suy nghĩ mông nung thì lúc đấy mình luôn luôn phải có cái sự thúc giục tâm nhắc nhở tâm sách tấn tâm và uh, bắt cái tâm nó quay trở về với hơi thở khi nó nghĩ sang một cái chuyện gì khác mình phải nhắc nhở cái tâm là uh, không được suy nghĩ sang chuyện này nó không đem lại lợi ích gì hãy quay về hơi thở khi mà mình có cái tác ý như vậy có cái sự thúc giục như vậy rồi dần dần cái tâm nó sẽ được thuần thục nó sẽ được thuần hóa dần dần và sau đó nó sẽ trở về an trú ở hơi thở đến một lúc nào đó nó chấp nhận an trú trên hơi thở đó mà không có chạy nhảy năng xăng nữa khi mà cái chỉ đến khi nào cái tâm của mình nó chấp nhận cái hơi thở ấy thì lúc đấy nó mới sinh ra những cái niềm vui thích tức là có cái sự hỉ nạc khi nhan bắt đầu nó sẽ sinh khởi còn nếu như cái tâm của mình nó không chấp nhận cái hơi thở ấy thì nó sẽ luôn luôn có cái sự nhàm chán khó chịu bực bội ở trong lòng và cái sự thực hành cái con đường thực hành ấy sẽ không thành công vậy thì mình muốn cho cái tâm nó chấp nhận hơi thở mình cần phải suy tư cần phải tác ý đến cái lợi ích của cái của cái tâm có định tính tức là cần nghĩ đến cái lợi ích của cái pháp hành thiền này cái pháp hành thiền này sẽ làm cho mình tiến hóa cái đời sống tâm linh này làm cho cái nội tâm càng ngày càng thanh tịnh làm cho cái phiền não càng ngày càng giảm bớt đi làm cho cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng lên và đây là cái con đường đi đến cái sự giác ngộ đi đến giải thoát đi đến niết bàn đi đến chấm dứt khổ đau mình phải thấy rằng đức phật cũng đã thực hành cái pháp môn này thực hành cái sự tu tập này thực hành con đường này mà ngài cũng là một phàm nhân trở thành một bậc thánh nhân từ một người si mê trở thành một bậc giác ngộ một bậc vĩ đại một cái bậc đáng được tôn trọng cung kính cúng giảng nhất ở trên thế gian này vậy thì nếu như mình thực hành cái pháp môn này thực hành cái đạo nộ này mình cũng sẽ đi đến đạt được những cái lợi ích cao quý được đạt được cái sự giải thoát giác ngộ như vậy và mình có hiểu như vậy có cái niềm tin như vậy có cái ý chí như vậy thì cái tâm nó mới chấp nhận hơi thở còn nếu như mà mình không hiểu rằng sự thực hành này đạt được cái gì hay là cái niềm tin nó không có được thâm sâu hay là mình còn một chút hoài nghi do dự rằng không biết mình có thể đạt được nhất tâm không không biết thì cái con đường này có đi đến cái sự giải thoát giác ngộ có đi đến cái sự nợi nạc nợ ích gì không mình có cái sự hoài nghi đấy thì cái tâm mình nó không bao giờ chấp nhận hơi thở thì mình không bao giờ đạt được nhất tâm không bao giờ đạt được định tính vậy thì mình phải làm như thế nào đấy tác ý suy xét như thế nào để cho cái tâm nó hoan hỉ với hơi thở khi cái tâm nó hoan hỉ với hơi thở rồi mình sẽ ngồi đấy mình sẽ thấy có cái trạng thái hỉ nạc khinh an sinh khởi khi ngồi đấy mà mình sẽ cảm thấy có cái niềm vui thích bắt đầu khởi lên cái tâm thích thú với hơi thở thân tâm của mình nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng rất là an vui và rất là an lạc thì từ cái trạng thái hỉ nạp ấy càng lúc sẽ càng sung mãn hơn vậy thì để mà đạt đến cái mức độ này nó tùy theo từng người có những người trong một thời thiền người ta cũng đạt được những cái mức độ như thế nhưng cũng có người phải trải qua một cái thời gian đó là một ngày hai ngày có thể là một tuần hai tuần một tháng hai tháng À, vậy thì hàng ngày mình cần phải có cái thời gian công phu, cần phải có cái quá trình công phu và bà cái sự công phu thực hành ấy càng miên mật thì cái kết quả sẽ càng à, có nhanh chóng. Còn nếu mà cái thời gian công phu của mình nó gián đoạn thì à, mình đạt được kết quả sẽ lâu dài. Và khi mà cái hỷ lạc ấy càng lúc càng sung mãn, khinh an, định tính nó sẽ sinh lên với một cái tâm có định, thì cái tâm ấy sẽ dần dần giảm bớt đi những triển cái giảm bớt đi những cấu uế tức là cái tâm nó sẽ càng ngày nó càng ít những cái tham dục nó càng ít đi những cái sân hận càng ít hôn trầm thụy miên càng ít những cái trạo hối những cái hoài nghi phóng dật những cái tâm tạp niệm năng xăng càng ngày nó càng giảm bớt đi thì cái tâm ấy nó trở nên thanh tịnh dần dần và cái tâm thanh tịnh nó sẽ được thể hiện ra bằng uh, uh, những cái định tướng bằng những cái quang tướng tức là nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh cái tâm của mình nó tạo ra những cái sắc cái sắc ấy nó nó trong sáng nó tỏa sáng đó giống như là cái hào quang tỏa chiếu đó được gọi là nimita hay gọi là định tướng hay gọi là tự tướng thì nó có ba cái mức độ chuẩn bị tướng học tướng và tự tướng thì lúc đầu mình sẽ thấy trước mặt mình nó có một cái nàn khói mờ mờ À, nó nó màu xám rồi nhưng mình không được đi theo nó không chú tâm vào đó cứ tiếp tục quan sát hơi thở thì cái nàn khói đấy dần dần nó trắng lên rồi cái màu trắng ấy dần dần nó tỏa sáng được rỡ ra đó là tự tướng là quang tướng uh, đã xuất hiện nhưng mà mình vẫn không đi theo những cái ánh sáng đấy vẫn tiếp tục quan sát hơi thở ở khi mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở như vậy thì có thể là trên thân mình hoặc trong tâm mình sẽ xuất hiện nhiều những cái trạng thái như là cái sự hỉ nạc khinh an càng lúc nó càng mạnh hơn hay là những cái quang tướng càng lúc nó càng sáng hơn rồi nó xuất hiện những cái màu sắc, những cái hình dáng, những cái hình thù khác nhau. Nhưng mà mình không được để tâm đến màu sắc, không được quan tâm đến cái hình dáng đến những cái hình thù của cái, cái tự tướng đó của cái nimita đó mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở thôi. Thì cái à, hơi thở và cái quang tướng ấy sẽ hợp nhất lại với nhau và lúc à, uh, mới xuất hiện nó có thể xuất hiện 10 phút rồi nó 20 phút rồi dần dần mình sẽ duy trì được cái định tướng ấy nên 30 phút rồi nên một tiếng nên 2 tiếng nên 3 tiếng và với một cái người nào chuyên tu có thể uh, thực hành miên mật thì cái định tướng ấy nó có thể kéo dài suốt ngày suốt đêm không gián đoạn thế là cái sự thực hành thiền hơi thở khi đắc định thì sẽ có uh, cái uh, những cái trạng thái như thế nó sinh khởi mà mình uh, cần phải có cái sự thực nghiệm cần phải có cái sự thực hành à, và khi mà thấy những cái dấu hiệu như là có cái sự hỉ nạc kinh an hay là thấy xuất hiện những cái quang tướng những cái hình uh, tác những cái màu sắc hay là những cái ánh sáng nó xuất hiện thì mình không được khởi lên cái tâm hoài nghi hay là tò mò à, muốn uh, phân tích hay là uh, đi theo những cái cảnh đó mà mình chỉ có quan sát hơi thở thôi luôn luôn chỉ quan sát hơi thở thôi chứ không được đi theo cái cái hình ảnh đó thì cái định đấy mới càng ngày càng phát triển còn nếu như mình đi theo cái hình ảnh đấy thì cái định đấy sẽ bị tán loạn cái tâm của mình sẽ bị tán loạn sẽ sinh ra những cái ảo tưởng à, và khi mình lúc đấy tưởng ra cái cảnh gì thì nó sẽ cái cái nimita hay là cái quang tướng nó sẽ xuất hiện nó sẽ biến thành cái cái cảnh đó mình nghĩ đến bông hoa thì mình sẽ thấy cái quang tướng nó giống như bông hoa, mình nghĩ đến một rừng cây mình sẽ thấy nó giống như rừng cây, mình nghĩ đến Phật thì mình sẽ thấy quang tướng biến thành hình Phật, mình nghĩ đến hình chư thiên mình sẽ thấy quang tướng biến thành chư thiên rồi lúc đấy mình nghĩ cái hình gì sẽ biến thành hình đấy, rồi sinh ra ảo tưởng. Vậy cho nên rất nhiều người mà tự thực hành khi có định một chút, người ta hay sinh ra những cái ảo tưởng khác nhau. Người ta thấy cảnh này, thấy cảnh kia và người ta tưởng rằng người ta đạt được những cái năng lực gì đó cao siêu huyền bí vậy cho nên cần phải bỏ qua tất cả những cái cảnh đó cần phải thực hành đó là luôn luôn quan sát hơi thở cho đến khi cái định tướng nó xuất hiện không đi theo nó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở thì làm cho cái định tướng ấy càng ngày nó càng mạnh mẽ và vững chắc hơn thì khi mà một cái người có có thực hành miên mật thường xuyên như vậy thì cái định tướng càng ngày càng sáng và càng ngày các cái phiền não càng được giảm bớt đi vậy cái con đường thực hành cái pháp thiền là cái con đường làm thanh tịnh hóa cái nội tâm làm cho cái nội tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh hơn và cho đến khi mà nó xuất hiện những quang tướng ấy thì những cái phiền não càng bị đè nén mạnh mẽ hơn rồi dần dần nó đè nén một cách tuyệt đối năm triền cái không thể sinh khởi lên được nữa đến cái lúc mà cái định tướng thật sự đã vững chắc mạnh mẽ thì mình mới được để chuyển cái tâm từ cái hơi thở sang cái quang tướng đó chú tâm ở trên đấy giữ tâm vững vàng an ổn định tĩnh uh, duy trì tâm ở đấy liên tục không gián đoạn thì uh, rồi dần dần mình sẽ vào được các cái trạng thái của các tầng thiền um, sẽ vào được cái trạng thái như là sơ thiền lúc đấy cái tâm nó chỉ còn biết một cái đối tượng đó là cái hào quang là cái tự tướng ánh sáng tỏa sáng rực rỡ tỏa chiếu mạnh mẽ ấy thì lúc ấy những cái tâm dục giới sẽ dừng lại và những cái tâm thiền sắc giới sinh khởi cùng với năm cái chi thiền là tầm tứ hỷ nạc, nhất tâm lúc ấy vì ấy hoàn toàn ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ nạc do ni dục sinh với tầm với tứ với một cái người mà khi mà thực hành đến cái giai đoạn này có thể mình sẽ hành đến à, đến đây nhưng với một cái người chưa có kinh nghiệm mình sẽ không thể xác định được liệu mình đã vào các tầng thiền hay chưa thì ở cái giai đoạn này cần phải có một cái vị uh, thầy có kinh nghiệm hơn mình cần phải đến và cần phải thưa hỏi hay là trình pháp uh, thì một cái vị mà có kinh nghiệm ấy mới có thể xác nhận mới có thể xác chứng mới có thể hướng dẫn uh, cho mình biết được rằng mình đã vào đến sơ thiền hay chưa vì uh, uh, một cái người không có kinh nghiệm thì sẽ không thể biết được cái trạng thái đấy và những cái bước tiếp theo thì vì ấy cần làm đó là phân biệt được các cái chi thiền à, khi mà vào được sơ thiền thì sẽ phân biệt được năm cái thiền chi nhưng năm cái thiền chi này nó là những cái pháp chân đế nó rất là thâm sâu vi tế chỉ những ai vào đến cái mức độ đấy mới có thể hiểu được mới có thể cảm nhận và mới có thể phân tích ra được còn nếu như ai chưa đạt đến cái mức độ đấy mình có cố gắng nó mình cũng không phân tích được mình không thể cảm nhận được và không thể thấy biết được các cái chi thiền này nó sinh khởi như thế nào thì à, và, và cái à, đây cái pháp này cũng là một cái pháp để kiểm tra xem một vị thầy sẽ kiểm tra một cái cái học một cái vị thiền sinh của mình là đã chứng đắc các tầng thiền hay chưa thì lúc đấy sẽ có cái cách cho vị đó kiểm tra các chi thiền nếu như vị đó mà thấy được các chi thiền à, thấy được cái à, nimita nó xuất hiện ở sâu ở dưới ý môn rồi thấy được các cái chi thiền nó sinh khởi nó có cái thiền chi tầm nó hướng và đặt tâm vào tự tướng nó có cái thiền chi tứ duy trì bám sát đấy tự tướng nó có cái thiền chi hỷ, thích thú với tự tướng có thiền chi nạc thoải mái dễ chịu có cái thiền chi nhất tâm định tĩnh nặng nẽ trên tự tướng năm cái thiền chi ấy cần được phân tích ra cần được uh, quan sát cần uh, được tuệ chi uh, cần được cảm nhận và cần được thấy một cách rõ ràng nếu như một người nào có thể phân tích có thể À, thấy được các cái thiền chi ấy nó sinh khởi nên thì vị đó chắc chắn đã vào đến sơ thiền và khi mà đã đạt đến sơ thiền rồi thì những cái tầng thiền tiếp theo thực hành sẽ rất là dễ dàng cái một cái người mà từ cái quá trình mình thực hành bắt đầu mình chú tâm trên hơi thở và cho đến khi nó xuất hiện cái ánh sáng cái hào quang đó à, là nó cũng tùy từng người có người rất là nhanh có những người chỉ trong một thời thiền hoặc là một buổi thiền hoặc hai buổi thiền nhưng cũng có người phải trải qua cả tháng cả năm cả nhiều năm. Và khi mà có những cái người khi đã xuất hiện những cái hào những cái định tướng này rồi cũng vậy, từ cái lúc nó xuất hiện cái định tướng ấy mà cái vị đấy lại tiếp tục thực hành cho đến khi mà đạt được đến sơ thiền này thì cũng tùy từng người. Ví dụ như là Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa cái năm lên 7 tuổi ngài chỉ ngồi chú tâm trên hơi thở và trong cái thời thiền đấy ngài vào được sơ thiền rất dễ dàng. Cũng như vậy có những cái người người ta ngồi thiền cũng chỉ trong một ngày đến bảy ngày người ta cũng vào được đến sơ thiền hoặc là cũng có người phải trải qua nhiều tháng nhiều năm mới vào được. Cái này nó còn tùy theo cái cái căn tánh tức là cái tín tấn niệm định tuệ của những cái cái của cái hành giả đó. Nếu như cái người nào mà đã có cái niềm tin vững chắc rồi, đã có cái sức tinh tấn mạnh mẽ, đã có cái chánh niệm mà tỉnh giác cao có cái định lực, có cái nhất tâm và có cái tuệ có cái trí tuệ uh, sắc xảo rồi thì cái người đấy sẽ tiến vào các cái tầng thiền An chỉ định rất là dễ dàng nhưng mà vì có những người còn cái tín tấn niệm định Tuệ của mình nó còn yếu tức là cái niềm tin của mình vào cái con đường giải thoát giác ngộ vào Đức Phật vào giáo pháp vào cái khả năng có thể đi đến giác ngộ của mình nó chưa cao thì trong cái quá trình thực hành ấy mình cần phải bồi bổ, cần phải vun bồi năm cái căn quyền này. Mình cần phải vun bồi thêm niềm tin, mình cần phải phát triển thêm cái đức tinh tấn, mình cần phải phát triển cái chánh niệm, cần phải phát triển cái nhất tâm định tính và cần phát triển cái trí tuệ giác ngộ giải thoát dần dần. Vậy nên là có người thực hành rất là nhanh chóng nhưng cũng có sẽ có những người thực hành trải qua một thời gian rất là dài. Cái này sẽ không ai giống ai. Bởi vậy nên trong sự thực hành này mình không được so sánh mình với người khác tùy theo cái ba la mật tùy theo căn tánh của mỗi người và mình cứ thực hành theo đúng cái khả năng của mình và mình cứ có cái sự thực hành cái pháp thiền như vậy thì mỗi ngày cái tâm nó sẽ định tĩnh nó sẽ tăng trưởng lên đôi khi vị ấy vào được đến sơ thiền thì vị ấy cũng có thể tu tập nên được đến nhị thiền tam thiền và tứ thiền đấy là cái mức định cao nhất của cái pháp thực hành cái pháp thiền hơi thở này tức là một cái người thực hành thiền hơi thở này nó sẽ có kết quả đó là nó đắc định nó đắc định thì nó sẽ có những cái tự tướng như vậy và vị ấy sẽ à, phát triển cái tự tướng đấy vững mạnh lên chú tâm ở trên tự tướng ấy để vị ấy có thể đi vào được sơ thiền đi vào nhị thiền đi vào tam thiền và đi vào tứ thiền và trong cái quá trình thực hành thiền hơi thở này ở cái lúc đầu thực hành thì cái hơi thở nó rất là thô. Và khi cái tâm nó định tĩnh đến đâu thì hơi thở nó trở nên vi tế đến đấy. Khi mà cái, cái cái tâm nó càng định thì hơi thở nó càng yếu đi, nó càng trở nên mỏng manh, nó càng trở nên nhẹ nhàng vi tế, khó thấy, khó biết. Nhưng nếu như có ta chánh niệm tỉnh giác thì vẫn nhận biết được. Khi vào đến sơ thiền thì cái hơi thở nó lại yếu đi một mức nữa khi nên đến nhị thiền hơi thở yếu đi mức nữa nên đến tam thiền hơi thở lại nhẹ hơn nữa và khi vào đến tứ thiền thì vị ấy không còn cảm nhận thấy hơi thở nữa vị ấy không còn thấy được hơi thở vào ra tức là hơi thở đã dừng lại hoàn toàn không còn à, à, ở trên trước cửa mũi nữa đấy là cái mức độ vi tế của hơi thở đạt đến cái mức tối đa như vậy đấy là trong cái quá trình thực hành thiền càng lúc cái hơi thở nó sẽ càng yếu đi như vậy nó càng nhỏ đi nó càng vi tế đi như thế đấy là cái quá trình thực hành thiền cho đến khi mình đạt đến tứ thiền thì khi mà đạt đến tứ thiền rồi với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy thì lúc ấy vị ấy sẽ dùng cái năng lực của cái tứ thiền ấy để phát triển cái tuệ giác để phát triển cái tuệ quán của mình thì một cái người nếu như mình chỉ dừng lại ở cái thiền hơi thở nghĩ rằng chỉ thực hành một phát thiền hơi thở này là đủ rồi thì đó sẽ là một cái sai lầm. Mà thực hành thiền hơi thở chỉ là một cái bước khởi đầu cho một cái quá trình phát triển tuệ giác, cho cái quá trình đi đến cái sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Vậy nên là phải biết rằng cái sự thực hành, cái khởi đầu bằng cái phương pháp thực hành thiền hơi thở này cần phải thực hành một cách nhanh chóng, nhưng mình không được chủ quan nề mề. Mình nghĩ rằng là cứ nhận nha tu tập, và không có quan trọng thì cái nếu như với cái tâm lý chủ quan ấy thì cái cái con đường tu của mình nó sẽ kéo dài rất là lâu còn nếu như một cái người có cái có cái tân khẩn trương gấp rút biết rằng là cái pháp hành thiền nơi tử chỉ là cái bước khởi đầu cho một cái quá trình tu tập về sau nữa là cái nền tảng để phát triển nữa thì cái lúc đấy vị ấy cần phải à, tu tập À, để phát triển cái trí tuệ giác ngộ của mình dựa trên cái nền tảng của thiền hơi thở ấy. Khi mà một ý vị mà à, chứng đắc được đến các cái tầng thiền, à, dù đó là sơ thiền, nhị thiền, hay tam thiền, hay tứ thiền của thiền hơi thở rồi, thì từ cái giai đoạn ấy, bất cứ khi nào hành thiền, vị ấy cần phải nhập vào cái tầng thiền đó, nhập vào cái sơ thiền, hay nhị tam, hay tứ thiền hơi thở đó, sau đó với cái tâm đã trở nên định tĩnh, thuần tịnh rồi thì vị ấy cần phân tích ra cái danh và cái sắc hay là phân tích ra cái năm uẩn ở trên cái nội thân của mình này để mà tuệ chi được cái sự thật về khổ thì vị ấy cần phải thấy được cái thân này là năm uẩn phải thấy được cái thân này là sắc là thọ là tưởng là hành và là thức thì muốn thấy được cái thân này là sắc thì lúc ấy vị ấy cần phải thấy được cái thân này là tứ đại là đất là nước là nửa là gió với một cái tâm mà mình chỉ cần hiểu mình hiểu trên cái khái niệm là cái thân này là đất nước nửa gió thì nó không có cái sự giác ngộ nhưng mà với cái tâm nó có định tính mình có thể quan sát được cái thân này là đất nước nửa gió bằng cái cách đó là khi mình nhập vào cái tầng thiền làm cho tâm định tĩnh rồi thì lúc đấy mình sẽ quán cái thân này nó có những cái đặc tính của đất là cái gì nó cứng nó thô nó nặng nó mềm nó mịp nó nhẹ thì nó là đất cái gì nó có tính tan chảy kết dính thì nó là nước cái gì nó có nóng lạnh thì nó là nửa cái gì mà nó có cái tính đẩy cái tính nâng đỡ thì nó là gió thì khi mình cảm nhận những cái đặc tính ấy của uh, bốn đại đất nước nửa gió thì lúc ấy cái tâm nó sẽ đi xuyên thấu vào trong cái nội thân này à, dưới cái ánh sáng của ở cái tứ thiền hơi thở lúc đấy mình mới thấy cái thân này mình nhìn xuyên thấu vào những cái đặc tính của đất nước nửa gió ấy tức là mình cần phải thực hành cái pháp thiền tứ đại đến khi mình đắc được cận hành của thiền tứ đại thì mình nhìn xuyên thấu vào trong cái thân này thì cái thân này nó sẽ vỡ bung vỡ bung ra và mình sẽ thấy các cái hạt uh, sắc các cái hạt sắc uh, hay là còn gọi là những cái hạt vi trần hay là mình gọi là những cái hạt canaba những cái hạt canaba hay là còn uh, gọi theo cái tên khoa học là những cái hạt nguyên tử là những cái hạt vật chất nhỏ nhất nhỏ nhất mà mình có thể thấy được thì lúc đấy mình sẽ thấy trên thân này nó có những cái hạt canaba hay là những cái hạt sắc đấy nó luôn luôn có cái tính sinh diệt và mình sẽ phân tích ra được nó có nhiều cái loại sắc thân khác nhau trên thân mình nó có những cái hạt sắc đấy do cái nghiệp nó sinh à, nghiệp ở quá khứ do có những cái sắc do tâm sinh có sắc do thời tiết sinh có sắc do vật thực sinh tức là cái thân thể của mình này nó có một phần nó liên quan đến cái nghiệp ở quá khứ như như là một cái người nào mà có cái sắc thân đẹp, đó là do những cái thiện nghiệp ở quá khứ, có cái sắc thân mà có cái sức khỏe tốt, đó là do cái thiện nghiệp quá khứ. Có những cái người mà cái sắc thân xấu hay là ốm đau bệnh tật là do những cái ác nghiệp ở quá khứ nó chi phối. Đấy gọi là sắc do nghiệp sinh. Có những cái sắc trên thân này nó do tâm của mình nó sinh nhưng là cái người nào mà mình có cái tính hoan hỷ, cái tính cái tâm của mình mà vui vẻ thì mình sẽ thấy cái sắc nó sáng sủa, nó rạng người, nó tươi tươi tỉnh. Còn những người nào mà hay sân hận, hay buồn phiền, mình sẽ thấy cái sắc thân của người đấy sẽ khô héo, sẽ nhăn nhó. Đấy là tâm nó cái sắc này nó cũng phản ánh cái nội tâm. Vậy thì cái tâm của mình nó cũng sẽ sinh khởi lên những cái sắc ở trên thân này và cái lúc ấy bằng cái tâm có tuệ mình quán được như thế cái tâm cái sắc thân này nó nương vào vật thực tức là cái người nào mà mình có như đầy đủ dinh dưỡng thì mình sẽ có sức khỏe hơn có cái thân nó béo mập Còn những người nào mà duy dinh dưỡng thì mình sẽ thấy cái thân nó gồm gầy gò ốm yếu đấy gọi là sắc do vật thực nó sinh và do thời tiết tức là cái người nào mà sống ở cái vùng lạnh thì cái sắc nó sẽ trắng trẻo hơn cái người nào sống ở cái vùng nóng thì nó sẽ đen đúa hơn thì đấy là do thời tiết nó sinh khởi lên cái sắc này vậy thì bằng cái tuệ giác mình thấy được cái sự thật về cái thân này được gọi là thấy giác ngộ ra được cái sắc uẩn thấy ra được cái sắc uẩn và mình sẽ quán nó ở trên sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thì đấy được gọi là tuệ chi được về sắc thì khi quán được về sắc như thế rồi thì mình sẽ phá vỡ ra được một cái tưởng một cái một cái ảo tưởng cho rằng cái thân thể này nó là nguyên khối cho rằng cái thân này là ta là của ta là tự ngã của ta lúc đấy mình mới thấy được cái thân này là đất là nước là nửa là gió chứ nó không có cái, cái là ta là của ta là tự ngã của ta ở trong đấy thì cái lúc đấy là cái vô minh với cái thân này nó được diệt trừ cái tham ái với cái thân này nó được diệt trừ và cái chấp thủ với cái thân này nó được diệt trừ cái nguyên nhân sinh ra khổ đau ấy nó sẽ được diệt trừ thì cái đấy là cái sẽ đi đến cái sự giác ngộ cái sự thật về cái về cái chính cái sắc thân này rồi rồi mà con người ta nó có năm cái để nó tham ái và chấp thủ có người thì chấp thủ với sắc có người thì chấp thủ với thọ thọ tức là những cái cảm thọ vui buồn à, sướng khổ đấy là những cái cảm thọ có những cái người thì tham ái với cái tưởng có người tham ái với những cái hành động có người thì tham ái với những cái thức đấy nó gọi là năm uẩn hay là gọi là năm cái ngũ thủ uẩn năm cái mà người ta hay chấp thủ sâu sắc sâu nặng vào thì bây giờ cần phải tuệ chi cần phải quán sát cần phải thấu hiểu nó ra để phá vỡ được cái sấp thủ, để phá vỡ được cái tham ái này thì mới đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát được. Vậy thì khi mà mình hiểu được về sắc thông qua cái sự thực hành thiền tứ đại rồi, vậy mình muốn hiểu thọ tưởng hành thức thì mình cần phải phân biệt được các tâm và các cái tâm sở nó sinh khởi nên. Thì thông thường con người ta hay nghĩ rằng là à, tâm nó sinh ra ở cái não này hay ở cái dây thần kinh. Nhưng mà khi mà bằng cái tuệ à, quán, bằng cái tuệ giác, bằng cái tuệ mà có thể qua cái quá trình thực hành thiền thì sẽ thấy rằng là ở trong não nó không hề có một cái tâm thức gì nó sinh khởi hết mà tất cả các cái tâm thức nó sinh khởi nên ở các cái hệ thần kinh của sáu căn của của sáu cái sắc thần kinh ở trên mắt của mình nó có cái nhãn tịnh sắc nó có cái sắc thần kinh uh, uh, thuộc về nhãn tịnh sắc ấy thì cái nhãn thức nó nương vào đấy thì nó có cái nộ tâm thuộc về nhãn thức nó nương vào đấy nó sinh khởi khi mà mình khởi lên cái ý muốn nhìn một cái cảnh sắc nào đó thì lúc đấy cái cái tâm mà nó muốn nhìn ấy thì được gọi là cái hướng tâm cái ngũ môn hướng tâm rồi cái con mắt nó nhìn cái cảnh sắc ấy thì được gọi là nhãn thức rồi sau cái nhãn thức ấy thì nó có một cái tâm nó tiếp nhận cái cảnh sắc đấy gọi là tiếp thâu một cái tâm nó suy xét cái cảnh đấy một cái tâm nó xác định cái cảnh này là tốt hay xấu có nợ hay có hại rồi sau đó khi cái tâm ấy nó xác định xong thì nó sinh nên tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si hoặc là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện tùy theo cái sự nhận định đấy mình nhận định đúng thì nó sinh nên tâm thiện nhận định sai thì nó sinh nên tâm bất thiện vậy cái tâm của mình nó khởi lên do cái sự nhận định do cái sự suy xét do cái sự tác ý của mình và cũng như vậy ở tai của mình nó cũng thế nó có những cái tâm thức nó thuộc ở nó nương vào cái cái sắc là nhĩ tịnh sắc thì nó có cái nhĩ thức nó ở đấy ở mũi mình cũng vậy nó có cái tị thức ở đấy ở lưỡi nó có cái thiệt thức ở thân nó có cái thân thức và ở trong trái tim của mình nó có ý thức vậy khi ý thức của mình nó sinh từ cái sắc trái tim khi mà mình ngồi thiền thế là cái ý thức nó sinh khởi ở trái tim này cho nên là một cái người muốn kiểm tra chi thiền người ta cần phải hướng tâm xuống trái tim để người ta thấy xem là cái tự tướng nó có xuất hiện ở dưới ý môn hay không và các chi thiền nó đều sinh khởi ở trái tim nó sinh lên đấy là và cái tâm có định tính thì mình mới thấy được cái điều đó còn với một cái tâm không có định thì mình không có cảm nhận được điều đó mà mình với cái tâm mà có định tính thì thấy điều đó một cách rõ ràng vậy thì các cái thức tâm của mình cái tâm thức của mình nó sinh ở các cái căn ở các cái sáu căn này mắt tai mũi nưới, thân ý này khi nó hướng đến các sáu cảnh trần là sắc thanh hương vị xúc pháp này và nó tùy theo cái sự tác ý đấy mà nó sinh ra những cái tâm tham tâm sân hay là tâm si hay là những cái tâm thiện hay là những cái tâm bất thiện khác nhau mà thôi vậy thì một cái người khi mà phân tích ra được uh, sắc rồi thì mình cũng sẽ phân tích ra được cái tâm cái danh và cái các cái nội trình các cái tiến trình các cái hoạt động của tâm thức khác nhau thì lúc đấy mình trong cái tâm đấy nó có thọ nó có tưởng nó có hành mà nó có thức ở trong đó thì lúc đấy mình mới thấy ra được năm uẩn gọi là, là tuệ chi được sắc thọ tưởng hành thức và phải là cái tâm có định tính thì mình mới quán chiếu mình mới tuệ quán ra được mình mới thấy ra được cái thân này là năm uẩn như là các phật tử ở bên uh, truyền thống bắc truyền của mình hay tụng cái bài bát nhã tâm kinh à, à, quá chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ác à, đúng là nếu như một cái người nào khi mà mình tuệ quán quán ra được cái năm uẩn này mà thấy được cái tính không của nó thấy được tính không tính không ở đây là nó không có tự chủ, nó là cái tính rỗng không ấy thì nó tương đồng với cái sự vô ngã. Vậy thì mình phải thấy được cái sự khổ mình mới thấy được cái không, mình phải thấy được cái vô thường mới thấy được cái khổ, mình phải thấy được cái tính sinh diệt mới thấy được cái vô thường mà về tính thấy được cái nhân duyên thì mới thấy ra được cái tính sinh diệt mà muốn thấy được cái tính nhân duyên thì phải thấy ra được danh và sắc này thì mới thấy được cái tính nhân duyên của nó. Vậy thì cái bước đầu tiên là mình sẽ Thấy ra được cái sắc thân này Và thấy ra được những cái sự uh, hoạt động của các tâm uh, Các cái nội trình tâm Các cái tâm tâm sở của mình Hay là thấy ra được cái thân nam muộn Sắc thọ tưởng hành thức của mình rồi Thì lúc đấy Vì ấy cần phải quán xem Cái thân nam muộn này nó từ đâu nó sinh ra Nó từ uh, từ đâu nó sinh ra Thì lúc đấy Vì ấy cần phải hướng tâm về những cái đời sống quá khứ của mình Khi mà đã phân biệt được Cái thân này là nam muộn là danh sắc ở bên xong ở bên ngoài rồi thì uh, vì ấy cũng có thể uh, nương vào cái danh sắc ở trái tim của mình uh, ví dụ như khi vì ấy dâng cúng dàng nên đức phật một bông hoa một chai nước một cây đèn vì ấy phát nguyện là cầu mong cho con kiếp sau trở lại làm người và chứng ngộ niết bàn khi có cái lời phát nguyện ấy là khởi nên một cái phiền não luôn và khởi nên một cái nghiệp luôn nó tạo ra những cái tâm cái phiền não luôn nó tạo ra cái tâm tham ái à, vô minh tham ái chấp thủ cái nghiệp luôn thì nó tạo ra những cái hành động thiện nghiệp và mình nương vào cái danh sắc của cái phiền não luôn nghiệp luôn ấy vì ấy sẽ hướng tâm về quá khứ một ngày hôm trước một tuần trước một tháng trước một năm trước mười năm trước hai mươi năm trước cho đến khi vì ấy thấy được mình đang à, tục sinh hay là đầu thai tái sinh à, ở trong bụng mẹ tức là cái thời điểm tục sinh rồi vì ấy đi xuyên qua thời điểm tục sinh ấy thì sẽ thấy được những cái nghiệp cận tử ở kiếp quá khứ vì thấy được cái nghiệp cận tử ở kiếp quá khứ mới biết rằng trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp gì và nếu như mình sinh lại làm người thì trong quá khứ đã tạo những cái thiện nghiệp và có cái ước muốn có cái vô minh có cái tham ái có cái chấp thủ đối với cái thân người này thì mới sinh làm thân người nếu người nào mà sinh làm người nam là do vì ấy có cái ước muốn trở thành người nam người nào sinh làm người nữ là do vị ấy có cái ước muốn trở thành người nữ đó là cái tham ái cái chấp thủ của mình mình tham ái cái nơi nào mình sẽ sinh về nơi đấy mình tham ái vào mình muốn làm người thân nam thì mình sẽ sinh làm thân nam mình muốn làm thân nữ thì mình sẽ sinh làm thân nữ ở cái thời điểm cận tử kiếp trước nó hoàn toàn quyết định cái đó là cái nhân và nó cho ra kết quả là cái thân tâm ở hiện tại này cho nên mới thấy được những cái nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại và những cái nhân hiện tại này nó sinh ra cái quả tương lai. Khi có tuệ quán được như thế thì mới thấy được cái nhân quả và cái nghiệp báo nó là sự thật và nó là rõ ràng. khi với cái tuệ quán như vậy thì vì ấy thấy được những cái kiếp sống quá khứ của mình thì mới đoạn trừ được những cái hoài nghi, nghi ngờ rằng ta có mặt hay không có mặt ở trong quá khứ, ta có mặt ở tương lai hay không vì ấy cũng có thể là hướng tâm về cái đời sống tương lai, biết được khi chết mình sẽ sinh về đâu và mình sẽ thấy được do cái nhân quả nghiệp báo của mình đã tạo, cái cái đời này mình gặp những cái chuyện à, khổ đau là do những cái nghiệp bất thiện nó cho quả, mình gặp những cái chuyện an vui là do những cái nghiệp thiện nó cho quả, vậy thì những cái khổ đau hay những cái an vui hạnh phúc của mình ở đời này nó liên quan đến nó là cái quả của cái nghiệp thiện hay bất thiện ở trong đời trước. À, cái thân con người ở đời này được sống lâu mạnh khỏe an vui có sắc đẹp có trí tuệ đó hoàn toàn là do đời trước đã tạo những cái thiện nghiệp như là thiện nghiệp về cung kính, thiện nghiệp về cúng dường, thiện nghiệp bố thí, thiện nghiệp về giữ giới, thiện nghiệp về tu tâm, về nghe pháp, về hành thiện. Còn nếu như mà cái người nào mà sống ở cái đời này mà mình à, à, có cái à, bất hạnh đó là à, không được sống lâu, có cái tuổi thọ ngắn ngủi hay bị ốm đau bệnh tật hay gặp những cái chuyện no âu phiền muội không có cái sắc đẹp không có cái trí tuệ thì đó là do những cái nghiệp bất thiện mình đã tạo những cái nghiệp đó là do cái tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si tạo ra những cái nghiệp như sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đó là những cái ác nghiệp khiến cho cái thân hiện tại của mình phải chịu cái quả báo khổ đau với một cái người có cái tuệ quán như vậy thì mới thấy rõ được cái nhân quả nghiệp báo nó chi phối từ đời quá khứ đến đời hiện tại thì những cái nhân quả thiện ác ấy nó lại chi phối từ đời hiện tại đến đời tương lai thì đấy là cái nhân quả nghiệp báo nó vận hành theo một cái quy luật là như vậy nhưng với một cái người mình chưa có tuệ một cái người mà chưa có cái tuệ chi ra được như thế thì mình chỉ có niềm tin vào nhân quả thôi nhưng mà với một cái người mà mình quan sát được như thế thì lúc đấy mình mới giác ngộ ra được nhân quả là nhân quả nó là có thật như vậy luân hồi tái sinh nó có thật nó là như vậy thì lúc đấy mình đã có giác ngộ ra được một phần rồi giác ngộ ra được cái khổ và đã người đã giác ngộ ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ rồi và cái bước tiếp theo mình cần phải giác ngộ nữa đó là giác ngộ cái sự chấm dứt khổ cái chữ chấm dứt khổ đó là cái nguyên nhân sinh ra khổ đó là vô minh là cái tham ái là chấp thủ là những cái phiền não này vậy bây giờ làm sao đoạn trừ được vô minh đoạn trừ được vô minh tham ái ấy thì mình cần phải phát triển cái trí tuệ vậy thì trong tất cả cái quá trình một cái người học đạo hành đạo và giác ngộ cái giáo pháp này chính là phát triển cái trí tuệ của mình mà thôi với một cái người mình chỉ nghe giảng phật pháp mình chỉ học pháp trên lý thuyết mình đã có được cái văn tuệ cái văn tuệ ấy nó đã diệt trừ đi được những cái tà kiến những cái hiểu sai nầm những cái niềm tin sai nầm rồi vậy thì ngay kinh khi mình nghe pháp mình học pháp mình cũng đã làm suy yếu một phần của vô minh rồi khi mà mình thực hành cái pháp tư tuệ là mình thực hành những cái pháp thiền định thực hành những cái pháp thiền hơi thở thiền tâm từ thiền niệm ân đức phật tất cả những cái pháp thiền định tính khác thì nó đều làm cho cái vô minh nó suy yếu đi một phần nữa làm cho cái trí tuệ làm cho cái phiền não giảm bớt đi làm cho cái trí tuệ tăng thêm một phần nữa khi mình phát triển đến cái thiền tuệ thiền quán mình thấy được cái thân này là sắc thấy được cái thân này là thọ tưởng hành thức thì lúc đấy mình đã phá vỡ đi được cái ảo tưởng ở cái mức độ cao hơn mình giác ngộ được ở cái mức độ cao hơn nữa vậy thì cái lúc đấy mình thấy ra được các cái sự thật như vậy À, về thân về tâm này à và mình thấy được cái thân nam uổn này nó luôn luôn vô thường sinh diệt nên nó là khổ vì khổ nên nó là vô ngã thì cái đấy được gọi là cái trí tuệ thấy ra các sự thật mình thấy sự thật về cái thân này nó luôn luôn sinh diệt với cái tuệ giác quán ấy mình sẽ thấy là trong một cái chớp mắt thôi cái sắc thân này nó sinh diệt tới hàng trăm ngàn lần hàng trăm ngàn lần tức là chỉ trong một cái khoảnh khắc bằng cái búng móng tay thôi nó đã sinh diệt hàng trăm ngàn lần và nhiều hơn thế. Và cái tâm nó còn sinh diệt nhanh hơn cái sắc tới 17 lần nữa. Tức là cái tâm của mình nó còn sinh diệt nhanh hơn như thế nữa. Vậy thì ở trong một cái khoảnh khắc bằng một cái chớp mắt, bằng một cái búng móng tay ấy, cả thân và tâm này nó đã sinh diệt, sinh diệt rất nhiều lần như vậy. Và chỉ khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt ấy, mình mới là cái người giác ngộ ra được cái lẽ vô thường. À, mới là một cái người thấy được cái tính vô thường còn à, hàng ngày mình thấy được cái tính vô thường thông qua là có một cái người chết đi và mình thường than thở với nhau cuộc đời thật là vô thường à, khi nay là mình thấy cái đất trời thay đổi hay là có một cái một cái sự tàn phá của thiên nhiên như có một cái cơn mưa rông bão tố nó làm cho đất nó làm cho nhà cửa hay là những cây cố đổ rạp xuống mình sẽ thấy mình sẽ ca thán rằng mọi vật trên đời là vô thường nhưng cái vô thường ấy nó chỉ là cái vô thường ở cái mức ở cái ở cái mức độ tương đối mà cái vô thường tuyệt đối đó là nó luôn luôn sinh diệt trong từng khoảnh khắc trong từng sát na vậy thì cái người là mình phải thấy được cái tính vô thường ấy, cái tính sinh diệt nó rất là nó liên tục liên tục không gián đoạn khi mà một cái người uh, uh, đấy mình có với cái tuệ uh, với cái trí tuệ đấy quán tất cả những cái vật chất khác như là tất cả những cái nó vật chất khác như nhà cửa hay là sông núi đất trời thì uh, uh, khi thấy nó là những cái vật chất nhỏ nhất nó là những cái hạt sắc ấy thì nó cũng luôn luôn sinh diệt nó luôn luôn sinh diệt như thế chứ không phải là uh, hôm nay nó còn đang đứng yên như thế này mà nó không diệt mà nó vẫn luôn luôn trong một cái trạng thái sinh diệt luôn luôn thay đổi luôn luôn biến hoại trong thân thể của mình vậy nó luôn luôn thay đổi nó luôn luôn biến hoại nó luôn luôn sinh diệt chứ không phải là đến lúc mình già đi nó mới già bệnh nó mới bệnh mà chết nó mới chết mà nó uh, luôn luôn ở trong cái trạng thái ấy, đó là sinh uh, nên rồi biến dị, rồi hoại diệt, rồi lại sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt, cứ liên tục như vậy và lúc đấy mới thấy ra được cái sự vô thường trên cái thân tâm của mình, trên thân tâm của tất cả những người khác, trên vạn vật ở bên trong và bên ngoài và lúc đấy mới giác ngộ ra được cái tính vô thường và mọi thứ trên cuộc đời là vô thường là nó không trường tồn, không bất biến, không lâu dài như vậy nó sẽ diệt trừ đi được cái tham ái nó diệt trừ đi được cái chấp thủ à, đối với cái thân tâm này, cái sắc thọ tưởng hành thức này, nó diệt trừ đi được cái chấp thủ, cái tham ái chấp thủ đối với cái thân tâm của người khác trên cái sắc thọ tưởng của người khác, nó sẽ diệt trừ đi được cái tham ái chấp thủ đối với tất cả những cái vật chất ở bên trong và bên ngoài. thì à, à, với cái trí tuệ như vậy thì mới gọi là cái người thấy ra được các cái sự thật như vậy, là thấy ra được cái tính sinh diệt của tất cả thân tâm vạn vật là vật chất hay tinh thần như vậy thì vị ấy mới thấy được cái tính vô thường, thấy được cái tính vô thường vì nó luôn luôn sinh diệt như vậy. Vì ấy mới giác ngộ ra được một cái sự thật đó là tất cả à, nó đều là khổ. Khi vị ấy thấy ra được cái vô thường khổ như thế trên cái thân tâm này, vị ấy thấy mình không làm chủ được cái thân này, mình không làm chủ được cái tâm này. Vậy mà từ trước đến giờ mình nghĩ rằng cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì đó chính là cái ảo tưởng đó chính là cái si mê đó chính là cái vô minh đó là cái tham ái là cái chấp thủ à, còn khi mình hiểu ra rồi cái thân này nó luôn luôn sinh diệt mình không hề làm chủ được nó thì lúc đấy mình mới thấy ra được cái sự thật cái thân này nó là vô thường là khổ là vô ngã cái tâm này nó là vô thường là khổ là vô ngã nó không phải là ta nó không phải là của ta nó không phải tự ngã của ta cho nên mình không tham ái chấp thủ đối với xác thân mình không tham ái chấp thủ đối với những cái cảm thọ vui hay buồn bình thường người ta không hiểu ra được cái tính sinh diệt của các cảm thọ cho nên người ta cứ luôn luôn chạy theo những cái niềm vui chạy theo những cái cảm thọ cho nên người ta phải làm cái này làm cái kia để đi giải trí để đi tìm những cái niềm vui ở bên ngoài thế gian người ta biết là phải chơi cái trò chơi này thì nó mới sinh ra những cái hỉ nạc những cái vui À, mình cần phải làm cái việc này để tránh khổ để tìm vui thì đấy là tham ái với các cảm thọ thì các cái cảm thọ ấy mình thấy nó luôn luôn là khổ là vô thường thì mình không còn chạy theo những cái niềm vui giả tạm ở thế gian nữa vì à, thoát ra khỏi cái tham ái đối với thọ và có những người thì tham ái với cái tưởng uh, đó là cái tư tưởng này là của tôi và lúc nào mình cũng chấp rằng đây là cái tư tưởng của tôi như như là mình viết ra những cái bài văn bài thơ thì đấy mình bảo đây là cái tư tưởng của tôi À, cái học thuyết của tôi à, và mình theo cái tư tưởng này theo hệ cái tư tưởng khác thì đấy được gọi là chấp về tưởng chấp về những cái tư tưởng hay là có những người thì uh, tham ái chấp vào những các cái hành uh, hành là những cái hành động những cái việc làm ở nơi thân khẩu ý của mình uh, uh, tôi làm cái việc này đây là những cái hành động đây là việc làm của tôi cái, cái người này làm được một cái việc kia mình có một cái tài năng có một cái khả năng gì đó mình làm được một cái việc gì đó hơn người sinh ra cái sự ngã mạn thì đấy là chấp trước chấp thủ vào các cái hành và một cái người hiểu ra được các cái hành à, nó cũng là vô thường giả tạm thì không còn tham ái chấp thủ vào các hành cho nên không thấy có người này hơn người kia kém cái người này à, có cái chức tước chức vụ hay là quan trọng hay làm cái việc này việc kia nữa mà coi tất cả nó đều là vô thường như nhau và có những người thì chấp vào cái thức tức là nhận thức cái nhận biết cái hiểu biết có người học rộng biết nhiều và chấp trước và đấy là cái trí thức của tôi đấy là cái trí tuệ của tôi, đấy là cái sự hiểu biết của tôi thì đấy là có cái tham ái vào cái thức, vào cái học thức, vào cái nhận thức, vào cái biết hiểu rộng biết nhiều của mình. Nhưng cái thức đấy nó cũng vô thường, nó luôn luôn sinh diệt. Và cái hiểu ra được như vậy thì cũng sẽ giải thoát ra khỏi cái sự tham ái khỏi cái chấp thủ vào cái thức ấy. Vậy thì cái con đường thực hành những cái pháp các cái pháp thiền mà Đức Phật đã dạy là đi đến cái sự hiểu ra các cái sự thật như vậy thì đầu tiên là mình cần phải thực hành một cái pháp thiền làm cho tâm nó định tĩnh để chế ngự lại những cái phiền não. Thì khi mà cái tâm nó định tĩnh với cái tâm nó định tĩnh thì nó sẽ uh, có cái tuệ uh, sẽ sáng, tức là sẽ phát ra cái định tướng bằng cái sự tỏa sáng bằng cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh ấy uh, rồi như là một cái người thực hành thiền hơi thở để đến khi mình đạt được cái định tĩnh nhất tâm thì mình sẽ uh, đạt đến cái mức độ cao nhất của thiền hơi thở như mình vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi từ cái định tĩnh vừa cái tâm thuần tịnh trong sáng định tĩnh ấy thì uh, vì, uh, rồi mình mới dùng cái tâm định tĩnh ấy để thấy ra các sự thật về thân của mình, uh, để thấy ra các cái sự thật về cái tâm của mình, uh, thấy được cái thân tâm này nó có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ yêu, não và mình tìm ra được cái nguyên nhân nào tại sao cái thân tâm này nó có già chết, sầu bi khổ yêu, não thì đó là mình sẽ đi ngược lại thấy được những cái pháp duyên khởi, thấy được những cái nhân ở quá khứ đó là có cái sự vô minh, có cái tham ái, có cái chấp thủ cho nên là nó có cái thân sắc thọ tưởng hành thức này và mình sẽ thấy được nếu như ở trong hiện tại mình còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ Thì mình sẽ còn cái cái thân này Nó sẽ còn đi nuôn hồi tái sinh ở tương lai Thì mình sẽ còn sắc thọ tưởng hành thức Thì sẽ còn uh, sinh già, bệnh chết, sầu bi, khổ yêu não Còn nếu như mà trong hiện tại này Mình đoạn trừ được vô minh Đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được chấp thủ Thì nó sẽ diệt trừ uh, đi được cái già Cái sinh già, bệnh chết, sầu bi, khổ yêu não Vậy cho nên cái pháp tu tập từ cái thiền hơi thở ấy có thể làm nền tảng để giác ngộ ra được các cái sự thật về khổ và tìm ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ đó là cái vô minh tham ái đấy có thể đoạn trừ được cái nguyên nhân sinh ra khổ ấy đó là thấy được cái sự thật về diệt khổ và cái con đường đưa đến đoạn trừ những cái vô minh tham ái hay là cái con đường để đi đến giác ngộ giải thoát đó đó là cái con cái lộ trình tu tập theo bát chánh đạo hay còn gọi là tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định. Hay cái bát tránh đạo ấy cũng được bao gồm ở trong ba cái pháp tu tập, đó là thực hành giới, giữ giới cho thanh tịnh và thực hành thiền định, làm cho tâm của mình nó thanh tịnh và thực hành thiền tuệ, là cái tuệ giác, tuệ quán, để quán để thấy ra được các sự thật về Nam Muộn, về cái nhân sinh ra Nam Muộn, về cái sự diệt trừ cái nhân sinh ra Nam Muộn và cái con đường đưa đến cái đoạn trừ cái nguyên nhân sinh ra cái nam muộn khổ đau thì uh, thông qua một cái pháp môn tu tập uh, dù mình có thể lựa chọn bất cứ một cái pháp môn nào uh, trong rất nhiều những cái pháp môn mà Đức Phật đã giảng dạy thì trong đó có một cái pháp môn mà để khởi đầu cho cái con đường tu tập đó là thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở này uh, và đó cũng chính là cái kinh nghiệm mà Đức Phật cũng đã tu tập Đức Phật cũng đã thực hành và Đức Phật cũng đã đi đến cái sự giác ngộ và đi đến cái sự giải thoát để chứng thành phật quả và cũng cái con đường ấy đức phật đã truyền trao lại đã truyền dạy lại cho các cái đệ tử của đức phật và được lưu truyền ở trong giáo pháp ở trong kinh điển ở nơi các cái vị thầy vẫn còn được lưu truyền mãi mãi cho đến ngày hôm nay cho đến cái pháp môn tu tập ấy từ cái pháp thiền hơi thở ấy mình cũng có thể thực hành làm cho rốt ráo làm cho viên mãn mình cũng có thể đi đến giác ngộ các sự thật được giác ngộ về bốn sự thật, về uh, sự thật về khổ, nguyên nhân sinh ra khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến đoạn khổ. Và khi giác ngộ ra các sự thật ấy, thì mình sẽ giải thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử, mình sẽ giải thoát ra khỏi những cái phiền não, tham sân si. mình sẽ đấy được gọi là cái con đường thực hành cái pháp thiền hơi thở này cũng là cái con đường đi đến giác ngộ và đi đến giải thoát. thì đó cũng là cái nội dung mà cái bài pháp tối hôm nay thưa chia sẻ đến tất cả uh, quý phật tử uh, trong mùa Phật đản này để bây giờ thời gian còn lại thì uh, sư sẽ hướng dẫn cho mọi người uh, ngồi thiền 15 phút uh, để mọi người có được cái kinh nghiệm thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở này uh, và uh, sư hy vọng là mọi người sẽ thực hành cái pháp này một cách thường xuyên miên mật hàng ngày và cái pháp này uh, mình cần phải uh, thực hành lâu dài có thể thực hành suốt đời thực hành cho đến khi nào mình đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát thì thôi nên là mình cần phải có cái sự kinh nghiệm à, à, rồi sau đó mình cần phải có cái sự tự tin để thực hành làm đây cũng là cái đạo nộ là cái con đường để đi đến chấm dứt khổ đau thì bây giờ mọi người sẽ ngồi mình sẽ ngồi giữ nâng thẳng giữ đầu thẳng nhắm mắt hoàn toàn ạ. chân của mình có thể là ngồi với tư thế kết già là cả hai chân mình bắt lên hoặc là ngồi với tư thế bán già đó là một chân để trên một chân để dưới hoặc là ngồi với một cái tư thế là cả hai chân bằng nhau, tức là một chân để sát vào bên trong và một cái chân để ở bên ngoài. Một chân để bên trong, một chân để bên ngoài, hai chân không chồng lên nhau thì đấy cũng là một cái cách ngồi mà nó không đau chân. Hai chân không chồng lên nhau thì mình có ngồi cả hai hai ba tiếng nó cũng không bị đau chân mình có thể ngồi bao lâu cũng được và khi đau chân mình có thể đổi chân một cách thoải mái à, hai tay của mình có thể một tay để trên một tay để dưới hoặc mình có thể để tay ở trên đầu gối cũng được à, vậy vậy khi mình ngồi thiền thì tay chân à, để cái tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất và cái điều đó nó không hề quan trọng đừng có chú trọng à, về cái tư thế ngồi quá à, và giữ nâng thẳng đầu thẳng một chút sau đó nhắm mắt hoàn toàn và để cho hơi thở đi vào tự nhiên nhất và cái hơi thở để cho nó đi ra tự nhiên nhất, mình không được điều khiển hơi thở. À, mình không được chủ động thở vào thở ra và cứ để cho cái hơi thở nó tự động nó đi vào nó đi ra. Và cái ý thức của mình hướng tâm lên trước cửa mũi ấy, để tâm ở hai bên cánh mũi, mình sẽ cảm nhận thấy có một cái luồng hơi thở nó đi vào nó chạm vào cái da ở cửa mũi đấy thì mình phải hướng ngay cái tâm lên đó giữ cái tâm ở trước cái cửa mũi đấy và nhận biết cái luồng hơi thở nhớ rằng hướng cái tâm lên cái cửa mũi cái điểm xúc chạm đấy nhưng cái đối tượng mình quan sát là cái hơi thở đi vào và hơi thở đi ra chứ mình không phải là mình mình quan sát cái điểm xúc chạm mà là quan sát cái luồng hơi thở cái hơi thở nó đi vào thì biết nó đi vào nó đi ra biết nó đi ra mình chỉ giữ cái tâm ở cửa mũi thôi để sát vào da hoặc cách da ra một tí cũng được nhưng không được đi theo hơi thở vào bên trong này mình không được theo hơi thở vào trong bụng của mình không được theo vào trong phổi của mình mà phải giữ cái tâm ở trước cửa mũi ở trước mặt của mình thì cứ để cho hơi thở hoàn toàn tự nhiên như vậy và cái sự chú tâm của mình rất tự nhiên rất nhẹ nhàng mình không cần dùng sức lực mình không cần phải tính toán mình không cần khởi lên cái tâm mong cầu không cần phân tích không cần suy luận gì hết mình chỉ có mỗi cái ý thức đang biết hơi thở đi vào và đang biết hơi thở đi ra thôi chỉ hơi hơi biết cảm nhận thôi không cần phải quá rõ ràng à, cái sự thực hành luôn luôn ở cái mức à, tương đối trung bình không được à, mình không được làm cho cái gì nó thái quá không được không đòi hỏi là phải rõ ràng quá mức nó hơi mơ hồ một chút cũng được nhưng rồi dần dần nó sẽ rõ lên dần dần nó mới rõ lên thì lúc đầu ngồi mình chỉ cần nơ mơ nơ mơ thôi xong rồi mình luôn luôn bám lấy cái hơi thở ở cửa mũi đấy khi những cái vọng tưởng nó nắng xuống cái chánh niệm nó tăng lên thì lúc đấy cái hơi thở tự động nó sẽ rõ ràng ra chứ mình bắt đầu ngồi mình không cần phải đòi hỏi nó phải rõ ràng quá mình càng cố gắng thấy rõ thì cái tâm nó căng thẳng tâm căng thẳng thì nó càng loạn động lên nhiều thì mình cần hơi cái ý thức của mình hơi hơi biết hơi thở ở cửa mũi là được rồi và cứ duy trì cái tâm nó biết hơi thở như vậy khi nó nghĩ sang một cái chuyện khác những cái suy nghĩ khác nó có thể khởi lên những cái tạp niệm khác nó có thể khởi lên mình không cần đi theo nó không cần đi theo những cái tạp niệm những cái suy nghĩ đấy mà mình chỉ cần nằm nơ nó đi và à, mình đưa cái tâm quay về nhận biết hơi thở nếu như cái tâm nó phóng giật quá thì mình luôn luôn phải nhắc nhở cái tâm là nhận biết hơi thở nhận biết hơi thở à, nếu cái tâm nó nhiều cái, cái phiền não quá thì mình luôn luôn phải nhắc nhở cái tâm là buông bỏ những phiền não buông bỏ các cái vọng tưởng này còn nếu như cái tâm của mình nó không có nhiều phiền não, không có nhiều vọng tưởng thì mình cứ biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra. Hơi thở đi vào thì biết nó đi vào, hơi thở đi ra, biết nó đi ra. Chỉ cần biết một cách nhẹ nhàng, đơn giản như thế. Rồi bây giờ mọi người cứ tiếp tục chú uh, tâm trên hơi thở và cứ tiếp tục thực hành thiền. Uh, khi nào đủ 15 phút thì lúc đấy mọi người sẽ xả thiền. Ôi, đã hết 15 năm phút hành thiền, thì à, mọi người à, xả thiền và nếu như ai muốn thành tựu được cái pháp thiền hơi thở này thì mỗi một thời ngồi như vậy mình hãy ngồi đến hai tiếng và mỗi một ngày mình sẽ ngồi à, khoảng hai thời ba thời hoặc bốn thời như vậy thì à, à, cái con đường à, tu tập sẽ nhanh chóng à, thành tựu viên mãn hoặc là mỗi một thời hai tiếng một ngày có thể ngồi ít nhất là một thời hoặc là hai thời hoặc ba thời hoặc bốn thời tùy theo cái thời gian của từng người và cứ duy trì được như thế thường xuyên liên tục miên mật không gián đoạn thì mình sẽ đạt được những cái mức định khác nhau Chúng con kính bạch sư Thưa quý Phật tử Từ đầu bài Pháp đến giờ là sư đã hướng dẫn Cho quý vị cái Phương pháp thực hành thiền hơi thở Từ bắt đầu Cho đến khi đạt định Và đến khi đạt được thánh quả là giác ngộ Thì trong một cái thời gian rất là ngắn như vậy Sư tổng quát cho quý vị thôi Và quý vị muốn Muốn thực hành được thì Thì nghĩ là quý vị phải Nên tiếp tục xem lại các cái bài giảng của sư để quý vị nắm kỹ hơn hoặc là quý vị sẽ gửi những câu hỏi cho sư qua cái trang Facebook và theo dõi lên cái trang bài giảng của sư rồi quý vị sẽ được nghe sư hướng dẫn kỹ hơn khi mà có thắc mắc gì à, đây là cái đề mục và như sư nói là đề mục nền tảng và phổ thông và cũng là từ cái đề mục này thiền định đạt đến tứ thiền và cũng như là từ cái đề mục này làm nền tảng để tu tập đạt đến đạo quả và đặc biệt là phần phần phước cho cuộc đời mình đó chính là có cái người hướng dẫn nhớ nha hướng dẫn mình chạy xe hướng dẫn mình cắm hoa dễ lắm còn hướng dẫn mình mà để được những cái này thì rất là mình phải nói là phần phước nhiều kiếp của mình lắm còn cái chuyện mà mình học tới đâu mà chưa biết tu tới đâu chưa biết chỉ có cái người hướng dẫn thôi là phước dữ lắm khủng khiếp lắm nên là thì cái duyên lành của quý vị hôm nay có những vị đã nghe pháp của sư có những vị đã gặp sư và có những vị đã đang hành thiền theo sư cũng như những vị nào mà hôm nay mới trở về chùa nghe pháp hoặc dưới sự hướng dẫn của sư hôm nay mong là duyên lành cho quý vị tiếp tục để nghe pháp và tiếp tục được sự hướng dẫn của sư để thăng tiến trên pháp học và thăng tiến trên pháp hành mà con xin thay mặt cho chư tăng và quý Phật tử tại chùa An lạc, chúng con xin niệm ơn sư à, ngày hôm qua, tối hôm qua sư có một bài pháp thoại và sáng hôm nay cũng là phần phước cho quý Phật tử chúng con trong cái buổi cúng dường chay tăng được sư chứng minh và chúc phúc cho những Phật tử cúng dường chay tăng sáng hôm nay và chiều hôm nay vào lúc hai giờ ba thì sư đã có dành cho chúng con một tiếng rưỡi để trả lời những câu hỏi vấn đáp cũng như rút mắt trong lúc thực hành. Và tối hôm nay, thầy sư dành cho chúng con hơn gần 2 tiếng để sư dạy cho chúng con phương pháp thực hành thiền hơi thở và sư chỉ dạy cho chúng con thực tập. Với tất cả sự biết ơn, sư đã từ xa sắp xếp thời gian để trở về đây để hướng dẫn cho chúng con. Chúng con cảm thấy sự có mặt của sư nơi đây là niềm hạnh phúc của chúng con. Chỉ cần sư có mặt nơi đây, bước chân an lạc của sư có mặt nơi đây đã là hạnh phúc cho chúng con rồi. Nhưng phần phước hơn cho chúng con nữa là được sư chỉ dạy một cách rất là tận tình. Và con cảm như những lời dạy xưa kia của Đức Phật hơn 2.500 năm và còn đó những bài kinh và với trí tuệ của chúng con đọc vào thì có thể không hiểu gì cả nhưng nhờ những bài giảng của sư những sự chỉ dạy của sư chúng con cảm thấy rằng điều đó những lời dạy sâu màu đỏ vẫn còn sống động vẫn còn hiện thực và đang có những chư tăng đang có những người thực hành theo đức phật đang làm cho pháp của phật đang hiện hữu ở thế gian con xin thay mặt cho đại chúng cho quý phật tử tại chùa an lạc một lần nữa hình niềm ân sư đã trở về đây đã chia sẻ pháp cho chúng con chúng con xin y giáo phụng hành và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư thân khỏe tâm an để hướng dẫn chúng con cùng quý phật tử trên bước đường tu học nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giờ, mọi người chắp tay để hồi hướng chia phước cùng với sư Idam puññam Idam puññam Asa vakkha sam Vahamotu Idam puññam Idam puññam Nibbana sa Nibbana sa Patjaro ho tu Mama punya phu nhân bảo gam, sa ba sa thân nam, mi, sa na pa tu, phước lành này, này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm nuôn <laughs> phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được, được sự an vui phước lành này, này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại cầu mong cho các vị ấy hằng được, được sự an vui phước lành này của con Xin chia, Xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận. Hãy thọ nhận. Phần, phước Phần phước ấy được đều nhau. Sa đô, sa đô, sa đô.